Hoài kính chào quý khán thính giả của Đài Châu Tỳ Do với bản tin truyền hình tối thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2015. Thưa quý vị, Trung Quốc sắp hoàn tất các dự án cải tạo và xây đảo nhân tạo ở biển Đông. Tin này được đưa ra ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay qua thông cáo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc phổ biến cho hay dự án cải tạo trên một số đảo và bãi đá thuộc quần đảo Nam Sa sẽ được hoàn tất trong những ngày tới, nhưng không nói rõ là sẽ hoàn tất lúc nào hoặc ở đảo hay bãi đá nào. Nam Sa là tên mà Trung Quốc dùng để gọi khu vực trong quần đảo Trường Sa mà họ đang chiếm giữ. Thông cáo này cũng có đoạn viết rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng trên những vùng đảo mà họ cải tạo để nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Bản thông cáo cũng nhắc lại điều mà Bắc Kinh vẫn thường nói là tất cả những gì họ làm ở Trường Sa đều đúng pháp luật nằm trong khu vực chủ quyền thuộc về Trung Quốc không gây cản trở lưu thông hàng hải và hàng không. Cho đến tối hôm nay, vẫn chưa thấy Việt Nam lên tiếng về chuyện này. Nhưng tại Manila, phát ngôn viên Peter Paul Gaves của Bộ Quốc phòng Phi nói với báo chí rằng chính phủ Phi đòi hỏi Trung Quốc phải ngưng ngay những hành động mà ông gọi là ích kỷ. Đòi hỏi Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng là điều được Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia là ông Hamzat Zanindin, đưa ra ngày hôm qua để trả lời câu hỏi của các đại biểu quốc hội. Ông Zanindin nói không chỉ Malaysia mà các nước ASEAN đều không công nhận chuyện Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền ở khu vực tranh chấp tại quần đảo Trường Sa vì không đúng với luật pháp quốc tế. Ông nói rõ yêu sách đường chính đoạn, tức đường lưỡi bò, không phù hợp với Công ước Quốc tế về luật biển, đã được Liên Hiệp Quốc ban hành hồi năm 1982. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia cũng nói rằng Cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông phải được giải quyết bằng đàm phán hòa bình dựa vào quy định của luật pháp quốc tế. Nói thêm là đưa vấn đề này ra trước tòa trọng tài quốc tế hoặc tòa công lý và biện pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề. Cũng xin được thưa thêm là trước đây Malaysia thường có thái độ thận trọng trong cách ứng xử với Trung Quốc khi có những việc liên quan đến Biển Đông. Nhưng trong những tuần lễ vừa qua, Malaysia đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Thí dụ như mới tuần trước, Malaysia đưa ra chứng cớ tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập hải phận. Tiếp tục phần tin tức tối nay, thông cáo mới nhất của Bộ Y tế Nam Hàn cho hay, ngày hôm nay có thêm 3 người chết vì bệnh MERS, tức hội chứng suy hô hấp Trung Đông và có thêm 4 người phải đưa vào nhà thương chữa trị. Thông cáo viết rằng số người thiệt mạng về bệnh MERS là 19 người, số người đang được điều trị là 154 người và có 17 người đã lành bệnh. Số người vẫn bị cách ly là 5.500 người. Với lời lẽ thật thận trọng, các giới chức y tế Nam Hàn cho báo chí biết điều đáng mừng là trong những ngày vừa qua, số ca bị lây nhiễm đã giảm dần. Xem đó là một trong những dấu hiệu đang dần dần chặn đứng được sự lây lan của chứng bệnh giết người. Các bản tin chúng tôi ghi nhận được cũng cho thấy, chức bệnh này không chỉ khiến người dân Nam Hàn lo âu, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế quốc gia, mà còn ảnh hưởng cả đến uy tín chính trị của bà Tổng thống Park Geun-hye. Bằng chứng là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, chỉ có 35% ủng hộ bà Park, tức giảm tới 10% trong 3 tuần lễ vừa qua kể từ ngày bệnh MERS bọc phát. Thưa quý vị, tại Hồng Kông, an ninh được tăng cường rất chặt chẽ để đề phòng những cuộc biểu tình được dự đoán có thể xảy ra kể từ ngày mai, khi hội đồng lập pháp của đặc khu bắt đầu thảo luận về dự luật cải cách chính trị vốn gây nhiều tranh cãi. Quyết định tăng cường an ninh được đưa ra từ chiều hôm qua, sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 10 người, trong đó có cả những người được nói là thành viên của một tổ chức cực đoan, chủ mưu sử dụng chất nổ để gây rối loạn trật tự xã hội trong phát biểu trên truyền hình, ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông nói rằng sẽ không tha thứ cho tất cả những hành động gây rối. Đồng thời cảnh sát đặc khu liên tục kêu gọi dân chúng tránh xa những cuộc biểu tình bạo động. Trong cuộc thảo luận bắt đầu vào sáng ngày mai, các vị dân cử Hồng Kông sẽ cứu xét các đề nghị liên quan đến thủ tục bầu chọn người lãnh đạo đặc khu vào năm 2017, dựa theo ý kiến của Quốc hội Trung Quốc đã đưa ra là bầu trực tiếp nhưng ứng cử viên phải là người do Bắc Kinh tuyển chọn. Vừa rồi là bản tin tối thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Đài Châu Tự Do. Hỏa xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.